lọc các chất là oxy hóa mạnh, được chưa? Nếu như mà mình lọc bằng bông gòn á thì nó sẽ bị oxy hóa, thì đây là cái mẹ lọc này. Thì nha, cô sẽ hỏi đấy.
mình có thể dùng 3 loại thiết bị sau đây. Thứ nhất là thiết bị sấy không liên tục. Thứ hai là thiết bị sấy tầm sôi. Thứ ba là thiết bị sấy liên tục. Và máy sấy này được gọi là máy sấy ngược dòng ha. Là sấy từ dưới lên xuống để sấy từ trên dưới mình ha. Rồi, sấy khô bằng áp lực thì ở trong đây nè, nó sẽ có một cái áp lực giảm xuống, nó làm cái gì? Đưa những cái chất nước từ trong cái hoạt chất ấy, hoặc là trong dược liệu ấy, đi ra bên ngoài ha. Rồi, cái nhóm này chắc muốn tắt ra nha. Sấy khô làm khô trên trụ. Thì ở đây mình chiết ra một cái dịch chiết rồi ha, cô sẽ đổ nó vào đây ha, nó giống như là một cái khay để đựng nước vậy á. Rồi cái trụ này nè, nó nóng ha, nó nóng, nó đi một vòng ở đây nè, thấy cái vòng xoay không, nó đi một vòng nó sẽ làm sao, bám một cái lớp dịch chiết xung quanh cái trụ này đúng không ha. Sau đó là nó sẽ gặp ở đây là người ta làm khít vậy nè, sẽ gặp cái tấm này và nó sẽ gạt ra thẳng cao khổ ha. Rồi, sấy khô bằng phương pháp sấy khô. Cái dịch chiết của mình á, lớp mình mấy mấy ngày đi học là cô sẽ nhìn thấy một số cái mặt lạ. Rồi, sấy làm khô bằng phương pháp sấy khô là cái dịch chiết của mình ha, được ở trong một cái phễu, sau đó là theo đó được cái máy nè, nó bơm ra, nó xịt ra ha, nó bơm ra. Và trong đây làm sao gặp không khí nóng thì làm sao nó bốc hơi cái dung môi. Và còn lại là các cặn bột thì nó sẽ hơi xuống dưới ha. Rồi đông khô. Đông khô là bột này là dùng nhiệt độ nóng hay nhiệt độ lạnh? Lạnh. Lạnh ha, nó sẽ làm cho đông lạnh, khô lạnh ha. Rồi đông khô của mình, mục đích của nó là gì? Thứ nhất, tăng độ ổn định của dưỡng chất của thuốc của mình. Thứ hai là tăng tốc độ hòa tan. Thứ ba, phân chia liều rõ ràng hơn, bởi vì nó là trạng thái bột mà, thì giữa bột và dạng lỏng thì bột thì mình đi cân nó sẽ đúng hơn so với dạng lỏng mà mình đi đông ha. Rồi điều chế thuốc bột vô khuẩn. Thuốc bột vô khuẩn này thường là sẽ xuất hiện ở trong thuốc nhỏ mắt hoặc là thuốc pha tiêm, thuốc nhỏ mắt hoặc là thuốc để pha tiêm ha. Và cuối cùng là điều chế thuốc tiêm nhưng mà không có chất bảo quản ở trong đây ha. Đi nhanh thôi ha. Rồi slide này đánh dấu giúp cô ha. Làm khô bằng hóa chất là mình có thể dùng các hóa chất sau đây để hút nước ra và nó làm khô lại ha. À, cô có nhanh không? Rồi silica gel nghe quen không? Nó là gì? Nó là cái thành phần mà trong cái túi hút ẩm đó ha, người ta hay gọi là silica gel, là khi mà có nước nó sẽ hút nước vào ha và nó chứa phòng ra. Rồi canxi chloride, rồi NaOH, NaOH đúng không, gặp nước thì sẽ ngậm nước thôi. Rồi tới gì, vôi sống, đó là những loại bột thôi hút nước ha. Rồi tiệt khuẩn. Tiệt khuẩn hay còn gọi là khử khuẩn. Tiệt khuẩn là quá trình loại bỏ những con vi sinh vật và vi nấm ha trong cái thuốc của mình ha. Và điều gì để loại bỏ ra khỏi thuốc của mình và bảo quản được lâu hơn. Ngoài ra tiệt khuẩn còn áp dụng cho các dụng cụ pha chế đó. Khi mà mình rửa dụng cụ xong nè, mình tráng qua nước cất nè, mình sẽ cho vô cái tủ sấy nè để sấy dụng cụ ha. Sai quá mình. Rồi, phương pháp tiệt khuẩn. Đánh dấu slide lại. Rồi, mình sẽ có hai loại phương pháp tiệt khuẩn, là tiệt khuẩn bằng vật lý, thứ hai là tiệt khuẩn bằng hóa học. Đối với tiệt khuẩn bằng vật lý thì sẽ dùng nhiệt độ, tia cực tím và lỏng. Được chưa? Nhớ được ba ý đấy không? Vật lý mà thì là nhiệt độ, lỏng ha, rồi tia cực tím là UV ha. Rồi UV viết tắt của gì? Tia cực tím đó, viết tắt tiếng Anh là gì?
Mình đúng rồi, mình đang trễ bài mà. Trễ bài nhưng mà số của mình có tư. Rồi, nước tắt của mình là nước tinh khiết và đã loại bỏ về hóa học và vi sinh vật ha. Và mình muốn làm tinh khiết nó bằng phương pháp cấp, nên nó được gọi là nước cấp, được chưa? Và cấp, hồi xưa mình học tinh cấp chưa? Cấp là gì? Cấp là gì? Còn một quá thời gian. Chết rồi. Chết rồi, bữa nóng cô là học học buồn ngủ, không có buồn ngủ. Tối nay buồn ngủ rồi. Rồi, cấp là một cái phương pháp mình dùng gì? Nhiệt độ ha, làm bay hơi lên. Khi gặp không khí lạnh là nó ngưng tụ lại. Nên người ta gọi phương pháp đó là phương pháp cấp. Nha. Rồi, phần này bỏ qua không quan trọng ha. Rồi, đặc biệt nước cất là dùng trong thuốc tiêm được gọi là nước cất pha tiêm. Nhớ slide này giúp cô. Và xử lý nước cất nếu như mà loại bỏ cái tạp chất là cơ học thì người ta sẽ dùng là phèn chua. Nhớ công thức của phèn chua không? Phèn chua. Đó. Nhớ công thức của phèn chua không? Tự điền, tự tìm nha. Lỡ mai có câu hỏi cô thay chứ phèn chua thành công thức hóa học nói thì còn biết nha. Rồi, loại bỏ tạp chất hữu cơ hoặc là chất bay hơi thì mình sẽ dùng là KMnO4 hay có tên khác là kali và manganate, được chưa? Rồi, lỡ mai trong câu hỏi của cô, câu hỏi là chất hữu cơ và chất bay hơi thì loại bỏ nó bằng kali và manganate thì còn biết là nó nha, nghe chưa? Rồi, làm mềm nước cứng thì mình sẽ dùng là CaOH2 lần. Bởi vì trong nước cứng của mình là nó có các dạng muối mà có HCO3 trừ. À, khi mà gặp điểm này thì nó sẽ tạo thành H2CO3 gặp nước không bền ha, tạo thành CO2 và nước. Đây, đây là phương pháp kết ở phòng thí nghiệm của mình thôi ha. Là đây là bình cầu và cô đựng vào trong đây là nước ha, nước bình thường thôi ha, và mình dùng bếp cồn để đốt lên. Ở trên đây là sẽ có cái nhiệt kế ha, và gặp 100 độ mình sẽ xem được theo dõi được cái nhiệt độ của nó ha. Và ở hai đầu này đây được gọi là gì đây? Đây được gọi là gì? Là cái sinh hạt. Sinh hạt nghĩa là lạnh, được chưa? Sinh ra một cái khí lạnh hay là một cái dòng lưu chuyển lạnh ha. Bởi vì sao? Nước của mình đang ở trạng thái khí và nó đang nóng đúng không? Và khi có dòng nước lạnh ở xung quanh à, nó sẽ ngưng tụ lại ha, và nó sẽ chảy xuống đây, được chưa? Rồi, phương pháp điều chế nước cấp gồm có 3 phương pháp. Thứ nhất, cấp gián đoạn. Thứ hai là cấp liên tục. Và thứ ba là cấp nhẹ hoặc nhiệt. Rồi, biết gì không? Nắm dấu slide. Nhiều quá không? Đáng đề mà lâu đi. Bố cô bố này. Thì cô ngay thì cô kêu hai đề thì thôi, nhưng mà cô bốc trong cái bảng cái đề đấy. Không được hả? Được hết đúng không? Thua. Sao?